Vâng, chúng ta đến với bóng đá châu Âu. Lại một lần nữa, chúng ta lại phải chúc mừng cho Real Madrid, đội bóng là vua của thế kỷ 20, và bây giờ họ cũng đang chứng tỏ rằng là tại sao họ là vua thế kỷ 20 và đang là chuẩn bị làm vua tiếp của thế kỷ 21. Trong 10 năm qua, họ ăn 6 cái cúp nhỉ? Một phần tư thế kỷ 21 thì đã là của họ rồi. Mười cái Họ đã 6 hưởng cái thứ đến thứ C1 16 thì chẳng biết là nói thế nào nữa. rồi. Như này thì các đội đứng sau khổ quá. Không biết bao giờ mới đuổi được. Milan đứng sau giờ có 7 cái. 7 cái thì không biết lên bao giờ mới đuổi được. Anh em có một cái thuyết âm mưu rằng bây giờ là cái lịch thi đấu, cái thể thức thi đấu của mùa mới Champions League ấy, nó sửa đi là để chống lại ông Real ấy. Nó giống như là câu chuyện về bóng bàn ấy, bao nhiêu năm người ta thấy các vận động viên Trung Quốc thống trị. Thôi đá mới đánh 11 thôi, đúng không? Đánh 11 thì giao hai quả này, chứ không cho đánh trọng 21 lượng căng bóng bóng rồi kỹ thuật gọi là luật về tung bóng này, đủ các kiểu chứ cuối cùng họ vẫn nhất. Thì bây giờ đến Real cũng vậy. Real bây giờ là người ta có bảo đá C1 nhưng mà đá kiểu theo thể thức loại trực tiếp ấy thì là thế nào cũng là họ thôi. Cứ đá hai trận rồi loanh loanh quăng mà không giải quyết được họ đến lúc vào trận chung kết thì có thua trận nào đâu. Đúng rồi. Đá từ ngày năm 2002 đến giờ. Trước đó là 98 nữa đúng không? Nhưng mà không, cứ để trong riêng cái thế kỷ 21 này là cứ đá chung kết là thắng. Ông giải quyết. Thế thì bây giờ là vào cái thể thức mới, thể thức đấy là thể thức mà nó đá nhiều trận vòng bảng hơn. Thì biết đâu đấy thì ông ấy có thể ông ấy sẽ không còn được cái là cái uy thế nữa. Không, mà cái kiểu này là rất hợp với cả Carlo Ancelotti. Các anh để ý mà xem. Bây giờ so sánh Carlo Ancelotti với cả Pep Guardiola, một người giành được không nhiều chức vô địch Champions League và giành được rất nhiều các chức vô địch quốc gia. Còn một người thì giành được rất nhiều chức vô địch Champions League nhưng giành được rất ít chức vô địch quốc gia. Anh để ý mà xem. Không, Carlo Ancelotti là một người như là ít hơn là ít hơn có hai cái đó. Không, nhưng mà hai cái đấy là một trời một vực so với tất cả các cái kia. Thì tôi có đọc một bài trên tờ Guardian thì đọc ra hóa ra thấy rất thâm thía, họ phân tích một điều mà tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩ mọi người đều tin đấy là đúng. Tức là họ nói rằng là Pep Guardiola bước vào những trận đấu mang tính sống còn, đối mặt một đối một theo kiểu đá cúp này thì Pep Guardiola nghĩ quá nhiều và khiến cho các cầu thủ bị căng thẳng. Carlo Ancelotti thì khác, bước vào những trận đấu như này thì nói với các cầu thủ là thôi cứ thoải mái đi, thích làm gì thì làm và muốn tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ họ cảm thấy thoải mái nhất có thể. Và cái kiểu của Carlo Ancelotti thì hợp với cả chinh chiến theo kiểu những trận đấu như thế này hơn. Và chúng ta cũng thấy rằng là ngay cả mùa giải năm nay, mùa giải năm nay mà chúng ta bảo rằng Real hay hơn Man City thì không phải. Hai trận đấu mà họ đá với nhau ấy thì Man City tôi vẫn cho rằng là nhỉnh hơn, còn thua trên chấm 11 mét thì thôi nó là vận mạnh. Đúng không? Nó là số mệnh mình không nói. Điều ấy có là gì khiến cho ông Perez ông bảo là không, nếu thế thì vẫn phải bổ sung. Và thế là Mbappe về. Bởi vì ông Real Madrid từ xưa nay ông vẫn quen, nhất là thời Galactico 1.0 rồi 2.0 ấy, họ quen với kiểu rằng là họ đá nên làm sao phải là họ áp đảo cơ. Nhưng bây giờ là rõ ràng ở châu thì họ không phải là đội áp đảo nhất. Đúng rồi. Đấy, đó là vấn đề. Nó do tài thao lược của huấn luyện viên thôi. Đúng rồi, đấy tài thao lược chứ nó không phải là đội mà không mà ai đá với tôi là tôi cũng phải sợ. Đấy, cho nó là khác. Còn Man City nói bây giờ chứ họ đá với ai thì họ cũng là áp đảo. Bản thân bây giờ kể cả Real đá với Arsenal, bảo áp đảo Arsenal là khó. Có không ạ? Đấy, áp đảo thì không. Đúng. Nhưng mà thắng thì có khi thắng vẫn thắng. Vẫn thắng. Thắng thì vẫn thắng. Tạo ý tôi nói rằng là tạo điểm nhấn cho nhưng mà ý nói là ông Perez ấy là ông muốn xây một đội bóng là phải kiểu như Man City, là phải đè. Là phải tao là nhất, giống như cái hồi mà ông xây dựng thế hệ của Zidane rồi Beckham rồi các đáng thứ đấy. Công hiến. Đã rồi vừa công hiến vừa đẹp và cửa trên hoàn toàn. Nhưng mà cái thời đấy thì lại không có nhiều danh hiệu. Nó khổ cái là cái thời mà chính sách là Zidane Pavone ấy là cái thời mà có sự cài cắm của các cầu thủ trẻ đào tạo từ lò La Castilla cùng với các siêu sao từ Beckham rồi từ Zidane từ Ronaldo cũng là danh hiệu rất ít. Ừ. Nhưng rồi đến cả Ronaldo sau này thì lại là cửa trên rồi, lại đè rồi. Tức là nhưng cái thời này nó lại phải khác. Đầu tư không ngừng, có đúng những rồi. Lúc thì không may mắn nhưng mà cứ như thế tóm lại vài năm phải có một siêu sao. Mà Real là mấy năm nay không có rồi. Nhưng thực mà cái công thức hiện tại là cái công thức hiện tại và cái cách cầm quân hiện tại của Carlo Ancelotti là nó có khả năng đi đến cái gọi là chiến thắng lâu dài. Bây giờ mọi người nhìn thấy Real là ngại. Thế mà cho nên có một câu rằng là họ tạo cho các bạn có cảm giác rằng là các bạn đang chơi bóng. Thực ra không phải. Real Madrid mới là người có tiếng nói cuối cùng. Cái trận đấu vừa rồi với cả Borussia Dortmund ấy, Dortmund chơi bóng đấy chứ. Real hiệp một có chơi bóng đâu. Trên thực tế thì Real cũng giống như là đội tuyển Việt Nam chúng ta ấy, trong trận đấu vừa rồi ấy. Đương nhiên so sánh này là nó hơi khập khiễng một tí. Nhưng mà đủ để thấy rằng là Dortmund họ chơi tốt đến như nào nhưng họ đã không làm được cái điều mà họ đáng lẽ ra cần phải làm. Nhưng mà kể cả khi nếu như Dortmund có ghi bàn mà
nhiều khi chúng ta đã quen với cảm giác rằng là kể rồi cả thì, có ghi bàn thì hiệp hai lại cũng sẽ lộn lại thôi, Real họ cũng sẽ đằng này họ không ghi được bàn thắng và họ bị thua một cái quả mà nhìn có vẻ như là họ đã tập với nhau rất lâu rồi, không ai nghĩ cái anh cao 1m73 thấp nhất đội lại đánh đầu ghi bàn quả đấy, đấy là Cavahan. Tức là họ chọn thời điểm và họ có những tình huống như thế để họ có được bàn thắng. Chứ hiệp 1 Real Madrid có tấn công mấy và có phạt góc đâu. Đúng rồi, nếu như hiệp 1 rất ít luôn mà họ có bàn thắng thì có khi trận đấu nó lại diễn ra theo một cái thế khác. Và cái kiểu của Real Madrid trong những năm qua cũng như trong mùa giải này là họ ghi bàn trong hiệp 2 xong là đối phương không còn cửa nào để mà gỡ nữa. Thì nếu như họ có bàn thắng trước trong hiệp 1 ấy thì không biết trận đấu sẽ diễn ra theo kiểu như thế nào. Và bây giờ chúng ta thấy Real chia tay một công thần là Toni Kroos, cầu thủ mà một trong những tiền vệ tôi cho là hay nhất của cái thế kỷ, cái thập kỷ vừa rồi. Chắc chắn là như thế. Như Modric thì vẫn gia hạn hợp đồng, vẫn ở lại, nghĩa ý là gì? À, vẫn còn một cái trụ cột ở đấy để truyền kinh nghiệm. Anh này sẽ không đá tất cả các trận được, nhưng rõ ràng là anh vẫn ở đó để dẫn dắt các em. Và việc mà Kroos chuyển đi thì mà mất cùng lúc cả Kroos cả Modric thì nó có thể là vấn đề. Không nên. Mà vẫn để lại một anh là đại ca. Họ đấy. Tôi nghĩ rằng là có quá nhiều những điều để có thể nói về Real Madrid. Nhưng nó có một thứ mà tôi cảm nhận được rằng là nó đã được xây dựng rất là tốt, rất là ổn trong khoảng hơn chục năm qua. Nó củng cố những thứ nó thuộc về quá khứ, nhưng nó được trở thành một cái thứ, tôi cảm giác như nó thành một triết lý. Ở đây nó là câu chuyện văn hóa, nó là một cái trật tự, nó là một cái sự nề nếp. Ngay cả Barcelona ở giai đoạn mà gọi là đỉnh cao của các Guardiola, gần như thống nhị châu Âu ấy, chúng ta không cảm nhận được đầy đủ cái chất văn hóa này, tức là cái chất mà gọi là trật tự từ trên đến dưới. Đấy. Thì ở Real ấy, là gần như chúng ta không nghe đến những cái thông tin kiểu như là anh họ bật anh kia, trẻ bật già, rồi là bật kiểu đen không khó lắm. Nói chung là ông nào mà gọi là đã không ổn đấy thì đứng ra một bên và những cái thứ mà gọi là nó vận hành trong câu lạc bộ ấy, nó được đi duy trì theo một cái trật tự. Và chính vì vậy, đâm ra là Real cần phải giữ những cầu thủ có một cái chiều sâu, nó hiểu đội bóng, nó hiểu cách chơi, nó hiểu cái triết lý của huấn luyện viên, nó hiểu cái cách để mà gắn kết đội bóng, cho dù anh ấy có thể không đá nhiều lắm. Thế nên mà Toni Kroos không đá thì có Luka Modric. Đấy, thì cứ thả mấy anh ấy vào rồi anh ấy vẫn đá được thôi. Mà thực ra câu chuyện này chúng ta đã từng nói là cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Từ cái giai đoạn mà sau khi mà Modric giành quả bóng vàng ấy về nhì ở giải thế giới là năm 2018, thì đâu đó khoảng năm 2019 chúng ta đã nghĩ là rằng là thôi mấy ông này thôi đi. Nhưng mà vẫn bền đến bây giờ. Cuối cùng vẫn đá và đến tận năm 2024 này thì anh ấy vẫn giành công trình 1. Vẫn đầy đủ. Tức là họ tính toán rất căn cơ. Những người này không đi cùng lúc. Casemiro đi trước. Toni Kroos đi năm nay. Modric đi năm sau. Để cho các anh trẻ, các anh dần dần lớn lên. Chứ còn nhìn cái dàn trẻ như bây giờ. Nhìn Camavinga, rồi Van Vecde, rồi Tchouameni. Quá hay. Nói chung là cái tương lai của Real Madrid là rất sáng lạn. Các anh thấy xem cái lực lượng bây giờ họ là gì? Bellingham mới 20 tuổi. Vinicius đang cực kỳ xuất sắc. Mà Vinicius là ứng viên đăng ký cho quả bóng vàng năm nay đấy. Đúng không? Chỉ tiếc là anh không đá Euro. Nhưng sẽ đá Copa. Đấy, như vậy nếu có thành tích ở Copa thì vẫn thế. Vẫn có thể đấy. Nhưng rõ ràng anh là một cái ứng viên rất đăng ký cho cái chiếc quả bóng vàng năm nay. Đúng không? Rồi là Rodrigo cũng 23 tuổi. Mbappe, đại ca trong số đấy, cũng mới có 25 tuổi. Đang có thông tin là Rodrigo sẽ đi. Đó, cũng có thể. Bởi vì một cánh đảo nhau thế nào đấy. Có cái anh chàng Endrick 19 tuổi nữa. Endrick có 17, 18 tuổi. À, về cũng và cái câu chuyện đấy với Real thì đấy. Nó với câu chuyện mà khoảng 16, 17 tuổi với Real thì nó tương đối là phổ biến. Trường hợp mà Odegaard là về đây là đâu đó độ tuổi 16 mà. Thần đồng bóng đá Na Uy đấy. Đã về đây rồi, tất nhiên không phải ai cũng hợp. Nó mang tính đầu tư là chính. Đúng rồi, tất nhiên không phải ai cũng thành công cả. Và những bản hợp đồng lớn của Real như là trường hợp của Eden Hazard chẳng hạn, nó cũng thành công. Tí nhưng nhìn chung ấy là cái dự án của Real ấy là nó có tính xuyên suốt và nó có sự thống nhất rất là cao. Nên bản thân ông chủ là với giám đốc thể thao thì họ làm việc rất là ổn. Và thêm một tí nữa là các huấn luyện viên ấy, khi về thì gọi là tiếp nhận cái câu chuyện này thì phát triển những nhân vật của Real ấy, theo một cái tiêu chuẩn nó rất là hợp lý và nó có tính kế thừa. Nhưng mà cái mình mong muốn nhất bây giờ là Barca phải hùng mạnh trở lại thì giải La Liga nó mới hấp dẫn được. Bởi vì Real một phần là thành công trong cái năm vừa rồi nữa là do cái sự đi xuống rất là nhiều của Barcelona nữa. Chúng ta thấy không, Atletico giữ Simeone đến mười mấy năm rồi và họ cũng năm vừa rồi là không xuất sắc, phải không ạ?
loanh quanh thứ ba thứ tư loanh quanh. Nhưng mà là đội duy nhất thắng Real 2 trận. Đó, thế là đội duy nhất nhưng nó không tạo được cái động lực cho cái cuộc đua. Và khi mà Real nó vào trận ngay chúng ta và ngay từ đầu giải chúng ta thấy rằng là sau vài vòng thì cũng thấy rằng là chắc Real vô địch rồi. Đấy chính là vấn đó. Đề tôi nghĩ rằng đấy chính là vấn đề khiến cho Real lại càng đá dễ ở cúp C1 châu. Đúng rồi. Đấy, Man City đá ở Premier League mệt mỏi như thế. Tức là đoạn cuối thì vậy là cái lực thăng tiến thì nó khủng khiếp, không ai ngăn chặn được. Nhưng mà phải luôn luôn phải gồng lên. Đúng rồi. Luôn luôn phải gồng lên. Có nghĩa là ông sức là sức Real thực sự mà nói là đá sức nhàn cuối thì sức nhàn 10 trận cuối thì giỏi lắm chắc cố 5 trận. Đúng rồi, sức nhàn đối Real thủ lại thì mềm. Họ quá mạnh như vậy nhưng mà đúng là nếu như cả Cruz và Modric ra đi chúng ta vẫn thấy có gì đó hụt hẫng. Modric ở lại về mặt danh hiệu cá nhân là anh có tham vọng nhá, bởi vì bây giờ kỷ lục là 6 lần vô địch C1. Gento trước đây và sau này là mấy người nữa. Mấy ông đấy trong đội này thôi. Trong đội đấy nhưng mà 7 lần là trước ai. Và anh Modric nếu mà anh ấy vô địch nữa là anh ấy lập nên một kỷ lục rất là khó phá. Nếu vô địch nữa thì còn có các Han đang ở đấy. Vâng. Nacho vẫn đang ở đấy. Chính ra mấy anh này đều 6 lần cả đấy. Thì, và nhưng mà Modric là một trong 3 người mà đá đủ cả 6 trận chung kết. Đúng rồi. Đấy chứ còn mấy người kia là đá Cavani cũng đá 6 đá đủ 6 trận đá luôn. Đủ luôn và Gento ngày xưa là chỉ có 3 ông thôi. Ừ. Thì tôi vẫn thấy là cần một cái cầu nối như vậy và tôi cảm giác là thế này, cái bộ sậu của Real càng ngày hậu càng hoàn thiện. Trước đây thì ví dụ ông Dan Busque là người nổi tiếng là mát tay đúng không? Quản lý các ngôi sao thì Ancelotti còn hơn cả như vậy. Ông ấy ngoài việc mát tay ra thì ông là một chiến lược gia lão làng mà đi giải nào cũng vô địch. Huấn luyện viên thể lực của Real thì này cũng rất tốt. Người ta rất là ca ngợi Pintus. Pintus là cái cách huấn luyện của Pintus là cá thể hóa theo từng nhóm và từng cá nhân, từng cái tuyến, từng vị trí và theo tuổi tác nữa. Thành ra là những người kiểu như Cruz hay là Modric vẫn có được sự dẻo dai thì đấy cũng là lý do để anh ở lại. Đấy và tôi cho rằng là tôi cũng thấy một cái chuyện là ông Perez hình như cũng đã rút được kinh nghiệm. Trước đây Raul và Casillas ra đi đều không vui lắm. Tức là công thần như vậy. Nhưng khi cần là cổ động viên Real từng gọi là vắt chanh bỏ vỏ. Thì bây giờ cảm giác là ông ấy luôn muốn là những ai công hiến ấy. Nó như một gia đình thì ra đi trong cái sự vui vẻ. Thế vắt chanh bỏ vỏ như là Real chuyển sang cho Barcelona rồi sao ấy? Khó Barcelona thì túng thiếu quá. Khó quá thì phải đành phải vậy thôi. Nhưng mà Real rõ ràng là giai đoạn trước đây là đẩy Casillas, đẩy Raul đi. Là đúng nhiều cổ động viên là không vui đâu. Không, nhưng mà có một cái điều mà cũng phải thấy rằng là Real gọi là thường ấy, mua thì đã hay rồi, tỷ lệ thành công cao nhỉ, mà bán hay lắm. Vì bán những cầu thủ mà họ bán ra khỏi Real ấy, thì hôm qua vừa mới là siêu sao, hôm qua vừa là những cầu thủ rất là hay ấy. Thì ngày hôm nay ấy, là thường là không, năm ngoái thì có một cái vụ bán mà Real cũng quá ngạc nhiên thôi. Đấy chính là chỗ anh Huy anh mua đấy. Casemiro đấy nhỉ, 70 triệu. Nó không thể tưởng tượng nổi mà bảo là không thể hình dung nổi tại sao là trong có quá khứ thì các anh còn nhớ trường hợp của Redondo ấy. Hình như không đá một ngày nào cho Milan đá được 5 trận. Tôi nhớ tôi không có một cảm giác rằng được xem Redondo đá trong mùa áo của Milan bị chấn thương nhiều quá, dài quá. Trả lại nguyên lương mà không nhận lương. Đó thì tôi nói rằng là Real được cái quản trị là quá tốt đúng không? Và ông Perez thì nếu nói là chủ tịch vĩ đại nhất thì có lẽ là ông ấy rồi đấy. Không ai đọ được hơn nữa rồi. Mà mặc dù thì ông Santiago Bernabeu đặt tên sân vận động nhưng mà bởi nó mang tính lịch sử là chính. Nhưng còn chứ còn mà về mặt thành tích và mặt vĩ đại thì có lẽ là ông Perez là xứng đáng. Rồi sau này chắc là cái trung tâm huấn luyện của Real rồi mang chắc tên ông ấy tên thôi. Rồi. Mang tên ông ấy thì ông quá xứng đáng luôn. Thực ra là đối trọng ấy. Trong vai trò chủ tịch của Barcelona, Juan Laporta quá giỏi mới có thể gồng gánh cho Barcelona sau khi mà mấy cái ông trước ông ấy phá tan nát. Đặc biệt năm ngoái còn vô địch cơ. Đúng rồi. Đấy, tức là bởi vì là ông ấy làm gọi là ông ấy gọi là có những cái thứ quyết sách nó thực sự là chính xác để giúp cho Barcelona có thể gượng lại. Và bây giờ nhưng mà nó vẫn khó để khó khăn quá, kinh tế khó khăn quá. Kinh tế khó khăn đến mức mà tôi tin rằng là tất cả các cổ động viên của Barcelona cũng như là ban lãnh đạo của Barcelona vẫn còn cái nợ Messi một cái buổi lễ tri ân cách đàng hoàng. Đúng ạ, thế nên Messi mặc dù bây giờ chuyển rồi Paris rồi bây giờ sang Inter Miami rồi nhưng mà nếu cái lễ chia tay nó phải diễn ra ở Nou Camp chứ nó không thể là diễn ra ở công viên Hoàng Tử hoặc là ở sân Florida được, đúng không? Nó phải là ở Nou Camp. Mà rất nhiều người cũng nói rằng là ngay cả Beckham cũng nói rằng là rất muốn là sau khi giải nghệ thì Messi sẽ ở lại với Inter Miami làm quản lý, làm chủ tịch, làm đại sứ thương hiệu và sinh sống tại Florida, sinh sống tại Miami. Thế nhưng Beckham nói luôn rằng không phải, tôi biết rằng là anh ấy lúc nào cũng chỉ mong là sống ở Barcelona. Ngay gần sân Nou Camp thôi, anh có cái nhà ở đấy và rất muốn ở đó. Đúng rồi, anh trưởng thành ở đấy từ 11 tuổi qua đấy rồi. Thành ra là bao nhiêu kỷ niệm rồi tình cảm vẫn là cho đội bóng này. Mỗi tội là cái đoạn cuối,
thì cũng là thôi, thì mình phải thông cảm rằng là cái khó nó bó cái khôn nhỉ. Nhưng mà anh ấy ở lại thì có khi còn phá sản đấy chứ. Đúng rồi. Anh không, mức lương của anh cao như thế. Không có cái quyết sách đó của Laporta thì có khi là Barcelona là phá sản thật chứ. Chỉ có cho nên là cái sự ra đi đấy nó không khác gì là Kiều cả. Kiều Barca đấy. Nhưng rồi thôi, vẫn đau đáu, vẫn có một cái buổi lễ tri ân của Messi và tại Nou Camp. Một buổi có lẽ là hoành tráng nhất trên thế giới, đúng không? Nó phải có một anh ấy xứng đáng với điều đó. Một trận Barca mà Inter Miami chẳng hạn, mỗi một hiệp đá của một đội. Tóm lại Mbappe đến thì có thể mùa này làm cho cán cân nó tiếp tục là nới rộng ra, nhưng nó cũng là cú hích tốt cho La Liga, và có thể một cái mùa này thôi, chứ tôi tin rằng những mùa sau thì Barca sẽ lại có chuyển động, bởi vì đấy luôn luôn là một cái cặp bài trùng song hành, và các cái pháp lý các thứ rồi nó sẽ theo một chuyển động nào đó, để mà ông Real lên đến như thế rồi ông Barca cũng sẽ phải và làm bản đối thân Real được. Người ta cũng không muốn Barca bị tụt lại, đúng rồi đó. một cái rất tự nhiên nó, bởi vì phải có một đối thủ mạnh thì chúng ta mới phát triển mạnh được. Đấy là cái điều mà chúng ta cùng rất là dễ hiểu cho cái cuộc song hành của hai câu lạc bộ kình địch nhau đấy. Thế nhưng mà nó vẫn có những cái trợ giúp nhau, đúng không? Ngay cái hồi mà Dortmund khó khăn là Bayern cho vay tiền đấy chứ còn gì nữa. Bởi vì cũng đơn giản là Bundesliga không thể thiếu một cái ông kình địch rất to với tôi. Mà chính cái sự đi xuống của Dortmund dẫn đến là Bayern đó góp phần cho Bayern là vô địch 9-10 lần lên đấy. Đúng rồi. Thế đấy là nó làm cho giải đấu nó không còn hấp dẫn nữa. Đó. Thôi, thế câu chuyện Real Madrid một lần nữa chúng ta chúc mừng cho các cổ động viên của Real. Nói chung là làm cổ động viên của Real Madrid dễ lắm, sướng lắm, suốt ngày ngồi đếm cúp à. Lúc nào cũng thấy sung sướng bởi vì đội đóng bóng đá thì hay, ngôi sao thì nhiều, chiến thắng thì lắm, cúp thì đầy ra đấy, đúng không ạ? Và cái phòng truyền thống của họ thì hôm nọ thấy chụp ảnh với ông Perez là chật kín cả rồi. Trong mỗi mấy năm lại phải cưới nới một lần. Sân lại đẹp chứ, vừa mới xây lại đẹp quá đẹp luôn. Thôi bây giờ chương trình chúng ta cũng còn ít thời gian, tôi điểm qua một tí, còn đâu chưa đầy 2 tuần nữa thì Euro rồi. Hơn 1 tuần nữa thôi. Đúng rồi, thế thì là Euro rồi, mà thôi thì chúng ta ít thời gian thì bây giờ tuần sau chúng ta sẽ nói kỹ về Euro, đương nhiên rồi. Tuần sau tôi không còn ngồi đây nữa. Tuần sau thì anh đi Euro, hả? Sướng nhất anh còn gì nữa. Đến cuối tuần này thì tôi sẽ đi, tôi sẽ sang Pháp 1-2 hôm xem, nói chung là xem họ chuẩn bị Olympic thế nào. Sau đó thì sẽ đi tàu sang Munich và bắt đầu hành trình nước Đức. Tổng cộng là quãng thời gian mà tôi đi chuyến này khoảng 36-37 ngày và sẽ có mặt ở tất cả các thành phố diễn ra Euro. Tức là một hành trình vòng quanh nước Đức luôn. Rất là sung sướng, và anh làm tôi nhớ lại cái năm 2006 tôi cũng được như anh ấy. Tôi cũng ở nước Đức cũng hơn tháng rồi. Đấy. Quả thật là một cái khoảng thời gian mà chúng ta làm nghề là cái khoảng thời gian chúng ta không thể quên được. Đó là cái thời gian và người Đức bây giờ họ, tức là họ nhắc đi nhắc lại, đặc biệt là qua mồm của Philipp Lahm, nhân vật có năm 2006, tức là họ muốn làm cho sống lại cái mùa hè 2006 đấy. Chứ thế thì mùa hè 2006 là mùa hè mà người Đức họ rất là thích. Lâu lắm rồi họ mới có một cái cảm giác là họ được đăng cai một giải đấu, họ chơi một thứ bóng đá như thế. Đương nhiên là họ không vô địch, nhưng mà cho đến bây giờ họ lâu lắm rồi, họ tức là 18 năm họ mới lại được đăng cai một giải như này, cho nên họ coi cái giải 2006 là một cái hình mẫu để bây giờ họ phát triển theo. Đương nhiên sân bóng cũng đã khác, số lượng sân bóng bây giờ, tức là một số sân năm 2006 là không tổ chức, nhưng mà cái giải này thì người Đức còn muốn cho tất cả mọi người thấy rằng là sau cái năm đại dịch ấy thì bây giờ phải là một thứ bóng đá nó khác, là phải là một hình ấy hoàn toàn khác, chất lượng chuyên môn hoàn toàn khác, trong khi rất nhiều cái nguy cơ nó lớn hơn. Trước kia ấy, các cái giải đấu mà nó diễn ra ở cái Euro 2020 ấy, đại dịch thì nó là ngăn cản rất nhiều luồng cổ động viên nhé, sẽ không có hooligan, đúng không? Nhưng mà nó lại các công tác liên quan đến an ninh nó lại tốt hơn. Nhưng bây giờ nước Đức ấy, trong lòng nước Đức thì lại khá nhiều những mâu thuẫn, rất nhiều những câu chuyện liên quan người nhập cư, rồi là những mâu thuẫn giữa người Hồi giáo với người theo đạo Tin Lành và Công giáo nó ra làm sao. Và gần đây thôi, có một cái vụ mà người theo kiểu là cực tả tấn công một nhóm, một cái đoàn biểu tình chống lại Hồi giáo. Tức là nước Đức bây giờ không giống như năm 2006. Đương nhiên rồi. Chất lượng tổ chức tôi nghĩ là sẽ tốt hơn, sân vận động cũng sẽ tốt hơn, an ninh chắc chắn sẽ phải chặt hơn. Nhưng nước Đức bây giờ tình hình nó khác với cả tình hình 2006 rất nhiều. Nhưng cái nhiệt huyết về bóng đá thì có khi nó khác đấy. Có thể. Và chúng ta cũng đừng quên rằng là về nói về cái công tác tổ chức và khoa học luôn tổ chức xã hội thì nước Đức là nói là số 2, không ai dám nhận là số 1. Đúng không ạ? Và anh Ngọc sẽ không biết là lần này sang anh có sẽ nghe được cái câu mà tôi thường xuyên nghe hồi World Cup 2006 ấy. Và họ luôn luôn là đá bóng xong là uống bia, sau đó là cổ động viên Đức là hô là Wir fahren nach Berlin, nghĩa là chúng ta nào cùng tiến về Berlin, vì Berlin là nơi tổ chức trận chung kết. Đúng rồi. Rất tiếc là 2006 thì họ không đến được Berlin đó. Cái fanfest chính là ra đời từ 2006 đấy chứ. Đúng rồi. Tôi vẫn nhớ cái năm đấy là
hình ảnh chủ yếu đều bán bia đúng không? Hình ảnh của một cái nước Đức trong giai đoạn mới là thể hiện đầy đủ luôn. Beckenbauer vẫn còn sống đúng không? Đúng rồi. Trưởng ban tổ chức một giải đấu quá thành công và mọi người luôn có cảm giác là một nước nào đấy tổ chức được như Đức 2006 là rất khó. Thì bây giờ Euro đã lại quay trở lại họ rồi. Đương nhiên là rất nhanh. Vào năm 2024 thì những vấn đề mâu thuẫn như anh Ngọc đặt ra nó là có và chắc chắn là nó sẽ có cái tác động nào đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái tình yêu bóng đá của người Đức ấy nó được hun đúc bởi nhiều thứ. Và cái năm 2024 này thì nó đã được kết thúc cái mùa giải ấy, là Leverkusen cũng đã để lại một cái dấu ấn rất là lớn. Bayern Munich thì vẫn mạnh và đội tuyển Đức và lúc này vẫn đang là một đội tuyển mà nó chứa đựng rất là nhiều những cái nói chung là không đùa được ông ấy đâu. Nhân tố rất là hay. Cũng đùa được. Nagelsmann là một huấn luyện viên gọi là đại diện cho một thế hệ huấn luyện viên mới. Nên ra là chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào một thứ bóng đá nó tưng bừng và người Đức người ta chỉ cần thế thôi. Vì như hôm vừa rồi Dortmund ai người ta chúng ta hầu như mọi người đều nghĩ rằng là Real sẽ thắng. Tôi và anh Huy nói là Dortmund thắng là bởi vì chúng tôi cũng muốn có một cái sự cân bằng nào đó. Và những người mà ủng hộ Dortmund ấy ngày hôm đó thấy nói là họ đổ ra tất cả các con đường ở Dortmund và nhuộm tất cả bằng màu vàng đen hết, đi bộ và làm náo loạn hết cả thành phố lên. Cho dù đội có thua hay không quan trọng. Nhưng tóm lại là không khí bóng đá và uống bia Đức thì tuyệt vời. Chúc mừng anh Ngọc đã chuẩn bị được thưởng thức cái không khí ấy giữa vào mùa hè mà rất là sôi động. Và cái thời tiết của họ thì tuyệt vời. Đúng mùa hè thì tôi nghĩ rằng là rất là lý tưởng. Và các anh cũng chuẩn bị và chúng ta cũng thấy rằng là cái World Cup vừa rồi Qatar được đánh giá là về chất lượng chuyên môn là một trong World Cup hay nhất, đúng không? Các trận đấu chất lượng cao. Và hy vọng rằng là Euro này cũng sẽ được đánh giá là một trong World Cup 2022 không có bia. Đó là vấn đề. Euro có bia sướng quá. Còn Euro thì tuyệt vời rồi. Bia Đức thì không có gì phải băn khoăn cả. Và ông Mbappe cũng nói rằng vô địch Euro còn khó hơn vô địch World Cup. Điều đấy là dễ hiểu, đúng không? Vì chất lượng của Euro gồm những đội bóng xuất sắc nhất thế giới đều ở đó cả. Nên là tôi nghĩ rằng là chất lượng của Euro năm nay cũng sẽ hết sức là hấp dẫn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem, chỉ còn có đâu chục ngày nữa nhỉ, mùng 14 đã, đêm thứ bảy đã khai mạc rồi, mà hôm nay đã là thứ năm rồi, đâu có 8-9 ngày nữa thôi, bóng lại lăn, chúng ta lại không ngủ được. Và vòng bảng thì xin nhắc lại là có cái khung giờ đấu là 20 giờ. 3 giờ ở Đức cũng có cái khung giờ. 20 giờ, 23 giờ và cái 2 giờ sáng. Đúng đấy, rồi. Đấy, khung Euro nói chung. Giờ rất đẹp. Kể từ năm 1988 chúng ta đã được xem cái khung 8 giờ rồi. Khung 8 giờ để nó cũng phục vụ cho khán giả sớm. Euro 88 cũng Đức cũng hay. Tổ chức cũng rất tuyệt vời, mặc dù số trận là ít thôi. Đúng rồi, hồi đấy thì có 8 đội nhỉ? 8 đội. Nó khác. Rồi, cảm ơn các anh. Tuần sau chúng ta sẽ nói kỹ hơn về Euro. Còn bây giờ chương trình chúng tôi xin được kết